Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi tới trong tuần vừa qua. Và mở đầu chương trình là một số clip phản ánh về giao thông. Những ngày gần đây tại tuyến đường sắt trên cao Nhổn ga Hà Nội, chủ đầu tư cho dựng một lối đi qua hầm bằng sắt dành riêng cho phương tiện xe máy. Theo ghi nhận của khán giả Diêm Đăng Kiên có số điện thoại 0163 3 số cuối 721, vào giờ cao điểm, người dân lưu thông trên quốc lộ 32 hướng đi Sơn Tây luôn phải chen chúc lưu thông qua hầm tạm này. Ngoài ra thì nhiều người tỏ ra nghi ngại về độ an toàn của hầm tạm, bởi trong khi người dân lưu thông phía dưới thì bên trên các công nhân vẫn đang thi công dự án. Còn tại Đồng Tháp, hơn một năm nay, các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường kênh Tư Mới đi từ thị trấn Mỹ An về xã Mỹ Hòa của huyện Tháp 10 đều cảm thấy bất an trước tình trạng một đoạn cống hở nằm cắt ngang đường nhưng không được sửa chữa. Khán giả Tuấn Anh có số điện thoại 0914 3 số cuối 456 cho biết, tại đây đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông khiến cho nhiều người bị thương vì sụp hố hay va vào mặt cống. Còn khán giả Dương Đức có số điện thoại 0976 3 số cuối 719 thì lại cho biết, đến vụ thu hoạch lúa vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, nhiều tuyến quốc lộ, đường liên huyện, liên xã ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh lại bị biến thành địa điểm tập kết để tuốt lúa, thậm chí còn trở thành sân phơi của người nông dân, gây ra rất nhiều khó khăn cho người tham gia giao thông. Một bất cập khác về giao thông được gửi tới chương trình trong tuần qua là tình trạng hàng loạt cột mốc trên tuyến đường liên huyện 200 thuộc địa phận xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên đang bị che lấp bởi cỏ dại. Theo khán giả Bùi Xuân Tuyển từ số điện thoại 0166 3 số cuối 452, người gửi clip tới chương trình thì tình trạng trên không chỉ là mất mỹ quan mà còn đe dọa sự an toàn về tính mạng và tài sản của người dân mỗi khi lưu thông qua đây. Và sau đây mời quý vị cùng điểm lại những clip đáng chú ý này. Đây là lối đi tạm vì công trình đường sắt trên cao đang thi công nên chủ đầu tư đã cho dựng một lối đi dành riêng cho phương tiện xe máy. Đường hầm này được làm hoàn toàn bằng sắt và lưới thép B40, cao gần 2m, rộng 1m, chỉ vừa cho một xe máy đi qua. Do hầm chỉ dành cho đi một chiều và khá hẹp, nên vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện tăng cao, hàng dài xe máy phải nối đuôi nhau. Đặc biệt, đối với những phụ nữ tay lái yếu, lại chở theo con nhỏ, thì việc giữ vững tay lái khi qua đoạn hầm khá dài là điều không dễ dàng. Theo ghi nhận, đoạn cống này nằm cắt ngang đường giao thông nhưng lại có diện tích nhỏ hơn mặt đường, tạo thành nút thắt cổ chai rất nguy hiểm. Tại đây đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông khiến cho nhiều người bị thương vì sụp hố hay va vào mặt cống. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra vào ban đêm. Nhiều phương tiện xe tải, xe hơi khi đến đoạn đường này cũng gặp khó vì không qua được, trong khi hai đầu đường chưa có hệ thống biển cảnh báo. Những ngày tháng 5 nắng nóng cũng là mùa thu hoạch lúa. Tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường làm nơi tốt lúa, phơi thóc trên tuyến đường quốc lộ 12C lại diễn ra khá phổ biến. Hai bên đường đều bị người dân chiếm dụng làm sân phơi. Trong khi đó, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây khá đông, nguy cơ xảy ra va chạm là rất cao. Thậm chí, người dân còn ngang nhiên tuốt lúa ngay giữa đường, không còn chỗ cho người tham gia giao thông. Dọc hơn 1 km cột mốc của tuyến đường liên huyện 200, đoạn km 37+090 DT376 thuộc địa phận xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên đang bị cỏ dại che lấp trong suốt nhiều tháng qua, gây ảnh hưởng không nhỏ đến người dân khi tham gia giao thông. Những cột mốc này, thay vì đóng vai trò quan trọng trong vấn đề đảm bảo an toàn cho tài xế và phương tiện qua lại, thì nay đã trở nên mất tác dụng, vô hiệu hóa. Do không được cơ quan chức năng ngó ngàng tới, nên cỏ dại đã đua nhau, mọc phủ kín cả một vệ đường dài, dẫn đến tình trạng nhiều tài xế xe lưu thông về ban đêm, rất khó khăn trong việc quan sát và dễ xảy ra tai nạn.
Tiếp theo xin chuyển sang phần điểm những clip đáng chú ý về môi trường. Đầu tiên cần nhắc tới phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 623. Anh Toàn cho biết trên tuyến đường từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa có hai bãi đỗ xe nằm trên đoạn đèo Cù Hìn dùng làm điểm dừng chân cho người dân và du khách khi muốn ngắm toàn cảnh vịnh Nha Trang từ trên cao. Tuy nhiên hiện nay hai bãi đỗ xe này đang bị rác thải bủa vây và rất bất mỹ quan. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại tuyến đường số 13, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả Nguyễn Đình Ngọc từ số điện thoại 0168 3 số cuối 784 cho biết, dù có biển cấm nhưng tại đây vẫn tồn tại một bãi tập kết rác với đủ loại rác. Việc này không chỉ gây ra ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông khi mà rác ngày càng lấn chiếm ra đường. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, các sinh viên của Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đang phải sống trong một môi trường ô nhiễm khi rác thải không được thu gom đúng cách như thường lệ. Khán giả Phạm Văn Mạnh, một sinh viên của trường, cho biết nguyên nhân là do xe thu gom rác của trường bị hỏng, còn đơn vị thuê thu gom rác từ bên ngoài vào lại không hoạt động đủ công suất. Và sau đây mời quý vị cùng một lần nữa nhìn lại những clip đáng chú ý này. Đây là bãi đỗ xe trên đèo Cù Hìn, nằm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh, cũng là điểm dừng chân lý tưởng nhất để ngắm cảnh vịnh Nha Trang. Vì vậy, rất đông người dân và du khách dừng xe chụp ảnh tại đây. Song hiện nay, nơi đây đang tràn ngập các loại rác, từ rác thải của người đi đường đến rác thải xây dựng như đất đá do các xe tải chở đến đây đổ. Cả khu vực như một bãi rác lộ thiên bốc mùi hôi thối, khách du lịch đến đây phải bịt mũi, người muốn chụp ảnh phải ra sát bờ vực, rất nguy hiểm. Tương tự, bãi đỗ xe nằm cách đó khoảng 3 km cũng đã bị biến thành nơi chứa rác thải xây dựng với đủ loại phế thải như cửa, vách, gạch đá do các xe tải chở đến đây vứt bỏ ngổn ngang cùng các loại nước thải đã bốc mùi được thải ra chảy dọc trên đường. Hình ảnh được ghi lại trên đường số 13 thuộc phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Những tấm biển cấm đổ rác rất lớn được treo ở nhiều góc và ghi rõ mức xử phạt theo quy định nhưng đều vô tác dụng khi rác vẫn cứ bị vứt la liệt khắp nơi. Đủ mọi loại rác sinh hoạt như túi ni lông, chai vỏ nhựa, hộp xốp, rác gia cầm, thậm chí rác thải xây dựng cũng được cho vào những bao tải lớn và bị vứt ra đường. Thông thường cuối ngày sẽ có nhân viên tới tận phòng của sinh viên thu gom rác thải, rồi tập kết xuống dưới khuôn viên của ký túc xá, chờ xe chở rác tới thu gom, chở đi tiêu hủy. Tuy nhiên những ngày qua, quy trình này đang bị phá vỡ. Trên các tòa nhà, rác thải đọng lại từ 2 đến 3 ngày do không có người đi thu gom. Bên dưới khuôn viên, các xe rác đầy áp rác thải, nằm ngổn ngang gây mất mỹ quan. Rác đọng lại lâu ngày bốc mùi hôi thối. Nước từ trong các đống rác chảy lênh láng khắp nơi, khiến ai đi qua cũng phải rùng mình. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với một số phản ánh đáng chú ý khác. Do mua nhà không biết công trình chưa được cấp phép xây dựng nên 5 căn nhà tại tổ 16, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh bị lực lượng chức năng tháo dỡ hoàn toàn. Tiền mất, không có chỗ ở, hiện các hộ này gặp rất nhiều khó khăn. Khán giả Nguyễn Hồ có số điện thoại 0963 3 số cuối 369 đã ghi lại một số hình ảnh về thực trạng này và gửi tới chương trình như một lời cảnh báo dành cho những ai đang có nhu cầu mua bất động sản nhưng lại không tìm hiểu kỹ. Còn khán giả Vũ Ngọc Khánh có số điện thoại 0963 3 số cuối 525 thì lại cho biết hàng loạt công trình xây dựng không phép mọc lên tại các hòn đảo trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh nhiều năm nay. Họ ngang nhiên kinh doanh dịch vụ du lịch núp dưới vỏ bọc là doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản gửi địa phương yêu cầu vào cuộc điều tra và trả lời báo chí trước ngày 20 tháng 6. Từ Sóc Trăng, khán giả Hà Nguyên có số điện thoại 0982 3 số cuối 548 cho biết chùa Mahatub hay còn gọi là chùa Rơi từ lâu không chỉ là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng mà chùa còn là nơi trú ngụ của hàng ngàn con rơi ngựa. Tuy nhiên đàn rơi ngựa tại đây ngày càng giảm do người dân khai thác rơi quá mức,
thay đổi sinh cảnh khiến rơi không còn nơi cư trú. Trước thực trạng đó, việc bảo vệ các loài rơi ngựa là một việc làm thực sự cấp bách. Vào mùa hè, những tỉnh vùng cao, hoa sim lại nở tím trời. Thời điểm này, trên khắp các ngả đường hướng về các huyện biên giới tỉnh Cao Bằng, những bông hoa sim trải dài từ trên đồi cao xuống thung lũng reo vui trong gió, tạo thành bức tranh thiên nhiên với sắc tím đẹp mê mẩn lòng người. Những hình ảnh đẹp này đã được khán giả Nông Quốc Lập có số điện thoại 0986 3 số cuối 126 ghi lại và gửi tới chia sẻ cùng chương trình trong tuần qua. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những clip kể trên. Đống đổ nát này trước kia là 4 căn nhà kiên cố trên địa bàn tổ 16, khu phố 3B, phường Thanh Lộc, quận 12. Đây đều là những công trình không được cấp phép và xây dựng trên đất nông nghiệp nên đã bị buộc phải tháo dỡ và đập bỏ. Anh Lê Văn Tiến, một trong những người mua nhà tại đây cho biết, anh mua căn nhà này từ tháng 2 năm 2017. Người bán cam kết căn nhà hợp pháp, không vấn đề. Nhưng khi bán xong, Ủy ban Nhân dân phường ra thông báo đây là nhà xây không phép, buộc phải cưỡng chế, đập bỏ. Theo tìm hiểu, dãy nhà ở tổ 16, khu phố 3B gồm 5 căn, được xây dựng từ tháng 2 năm 2016. Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Lộc, quận 12 lập biên bản vào ngày 17 tháng 3 năm 2017. Tuy nhiên, việc xử lý chủ công trình gặp khó khăn vì thường xuyên vắng mặt, né tránh nên công tác xử lý được thực thi chậm trễ. Hiện những người mua nhà tại đây đang rơi vào cảnh không nhà ở, gặp nhiều khó khăn. Nhiều hòn đảo trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh được mệnh danh là những thiên đường có 102 đã bị một số doanh nghiệp xây dựng thành những khu du lịch chui hàng chục năm nay. Cách bến cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn chừng 35 km, đảo Bánh Sữa nằm giữa vịnh Bái Tử Long được ngư dân ở đây gọi với một cái tên khác là đảo Ông Tờ, vì chủ của hòn đảo này là một đại gia người Quảng Yên, ông Đỗ Tờ. Từ trước những năm 2008, ông Tờ đã ra đây khai khẩu. Với danh nghĩa là công ty nuôi trồng thủy sản, ông Tờ đã xây dựng các công trình trên đảo phục vụ cho việc kinh doanh như một biệt phủ. Hòn đảo hiện ra trước mắt là một nơi hoang sơ, cây cối um tùm và có hình dạng giống như một cái bánh. Đảo rộng chừng 4 hectare, phía nam là khu nuôi trồng thủy sản rộng chừng 2 hectare mặt nước, phía tây nam là một quần thể các công trình được xây dựng kiên cố cùng với những bãi cát dài chạy bao quanh. Nằm tách biệt phía cuối đảo là một công trình mới được xây dựng có tên nhà sao biển, được nối bởi một chiếc cầu bê tông kiên cố. Tất cả bốn phía đều là view hướng biển. Xung quanh đảo đều được lát gạch đỏ và đá thành những con đường nhỏ chạy dưới tán cây, nhìn rất thơ mộng. Dưới những tán cây um tùm là khu nhà chính, bao gồm quần thể của 4 công trình có thiết kế 2 tầng và được đặt tên lần lượt là Tu Hải, Hải Sâm, Sứa. Khu này có khoảng 20 phòng nghỉ và được đánh dấu theo thứ tự như khách sạn. Ở đây có các dịch vụ như chèo thuyền kayak, dịch vụ ngâm chân, có tour trọn gói 3 ngày 2 đêm đi từ cảng Cái Rồng và có xe đưa đón từ Hà Nội. Vì ở trên đảo cách xa đất liền nên toàn bộ sinh hoạt đều được sử dụng bằng máy phát điện công suất lớn. Theo thống kê, vào năm 2004, khoảng trên 100 cá thể rơi ngựa lớn và khoảng 3.000 cá thể rơi ngựa Thái Lan sống trong khuôn viên chùa Mahathub. Nhưng đến năm 2014, số lượng hiện chỉ còn khoảng 200 đến 300 cá thể rơi ngựa sinh sống và đang đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn tại địa phương nếu không có biện pháp bảo vệ cần thiết. Bất kỳ khách du lịch nào sau khi thăm chùa cũng đều tập trung về phía vườn sau, nhìn ngắm những chú rơi treo mình trên cành cây. Sự biến mất dần của đàn rơi ngựa không chỉ là một tổn thất lớn cho hệ sinh thái Sóc Trăng mà còn gây thiệt hại cho nền du lịch nơi đây. Mỗi độ tháng 6 về, trên các ngả đường hướng về các huyện biên giới Trà Lĩnh, Thông Nông, Hà Quảng, Phục Hòa, Trùng Khánh của tỉnh Cao Bằng lại được nhuộm màu tím của hoa sim.
dưới nắng hè chói chang, những cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió, hứa hẹn một mùa quả ngọt. Không rực rỡ, chói chang như hoa phượng, cũng chẳng thơm ngào ngạt như hoa sữa vào lúc thu đông. Hoa sim mang một vẻ đẹp mong manh của miền sơn cước, từng níu chân rất nhiều người từ miền xuôi đến. Hai tháng sau, khi những cơn mưa rào cuối hạ cuốn trôi đi những cánh hoa, những quả sim bắt đầu chín tím. Những cụ già, trẻ nhỏ thường mang giỏ, bao đi nhặt về bày bán trên dọc đường cho du khách gần xa. Quả sim phơi khô đem ngâm rượu uống ngọt lịm làm say đắm lòng người. Tiếp theo xin chuyển sang phần công bố các clip trúng thưởng tuần này. Chúng tôi xin chúc mừng khán giả Trần Hồng Đáng có số điện thoại 0982 3 số cuối 681. Người gửi clip người dân thủ đô vật vã mưu sinh trong nắng nóng và khán giả Hầu Tỷ có số điện thoại 0168 3 số cuối 548, người có clip nhức nhối tình trạng khai thác lâm sản và săn bắt động vật trái phép tại vườn quốc gia Bạch Mã đã trở thành những người may mắn nhất trong tuần này. Quà tặng là hai chiếc thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng của VTC sẽ được gửi tới các khán giả trong thời gian tới. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những clip này. Ghi nhận vào khoảng 12 giờ 30 trưa ngày 2 tháng 6 tại phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây. Thời điểm này, nhiệt độ ngoài trời đạt ngưỡng 40 độ. Không khí vô cùng ngột ngạt và oi nóng. Tuy vậy, hai mẹ con chị Phùng Thị Phúc vẫn kiên trì bám trụ bên ven đường quốc lộ để bán mít và quần áo chống nắng cho người tham gia giao thông trên quốc lộ 21A. Mẹ con chị từ Nam Định lên đây lập nghiệp. Những ngày nắng này, khách mua hàng nhiều hơn mọi khi, nên dù có vất vả, mệt mỏi hơn, hai mẹ con vẫn cố bám trụ để bán hàng. Thì cũng muốn nghỉ trưa lắm, cơ mà vì là bây giờ mình trồng cấy ra rồi, thì bác phải đi bán. Thì mẹ con phải đi bán thôi, chứ còn để thì không để được. Ăn thì không ăn đi được, phải mang bán để lấy tiền để tiêu việc khác. Còn tại khu vực gần bến xe Sơn Tây, vừa bán được mấy cái bánh cho khách, anh Trần Văn Hùng, trú tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, lại leo vội lên chiếc xe đạp, cất tiếng rào lành lành. Anh chia sẻ, bánh tẻ nóng là nghề gia truyền của gia đình. Công việc bán rạo vất vả và sợ nhất những ngày nắng nóng đỉnh điểm như thế này. Nhưng vì miếng cơm manh áo, bắt buộc anh phải thích nghi. Những ngày nhiệt độ lên cao, việc buôn bán của anh thuận lợi hơn. Bởi nhiều người ngại ra ngoài ăn trưa, thường gọi tạm vài chiếc bánh cho qua bữa. Tại sao mà giữa trưa đây vẫn phải đi bán bánh này? Vâng. Để lấy cuộc sống. Giờ này là chợ chiều. Vâng. Giữa lúc trời nắng nóng như đổ lửa, anh Nguyễn Hoàng Ba, chú ở huyện Phúc Thọ, vẫn phải đội nón ra đồng, chăm sóc cho vườn đào thế vừa mới đâm chồi, ra nhánh sau một thời gian xuống giống. Vào thời điểm nền nhiệt độ lên cao, cành đào dẻo hơn, anh Ba tranh thủ ra tạo dáng cho đào. Như vậy sẽ tránh được việc làm gãy cành hoặc ngọn đào. Anh Ba cho biết, năm nào cũng vậy, cứ khi nào nắng nóng đỉnh điểm cũng là lúc anh vác đồ nghề ra đồng làm việc. Vừa tạo dáng cho cây, vừa chăm sóc tưới tắm cho cây trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Theo khảo sát, tại vườn quốc gia Bạch Mã đang có hơn 132 loại thú đang sinh trưởng phát triển, trong đó có nhiều loài thú quý hiếm mới được phát hiện theo bầy đàn như vọc trà đá chân nâu, chĩ sao, gà lôi lam màu trắng, vượn đen, man trường sơn, thỏ nâu đã làm tăng thêm giá trị của các loài động vật đặc hữu quý hiếm cần được bảo vệ. Thế nhưng trên thực tế, tại đây cũng đã có nhiều chiếc bẫy thú rừng được lực lượng kiểm lâm phát hiện, thu giữ. Những chiếc bẫy này thường được đặt ẩn sâu bên trong các hốc đá, khe suối và gốc cây để tận diệt thú rừng. Đây là những cái bẫy anh em vừa tuần tra và thu giữ tại hiện trường.
cho nên nó có tác dụng gây hại rất lớn trong cái vấn đề săn bắt động vật hoang dã trên địa bàn. Cho nên dù nhỏ nhỏ, nhỏ thô sơ như vậy nhưng nó gây thiệt hại khi con vật mắc, nó dẫn đến chấn thương nguy hại đến chết và có khả năng bị thương. Cho nên cái vấn đề này cấp đặt tuần tra kiểm soát là nhiệm vụ chính để ngăn chặn kịp thời trong thời gian tới để ảnh hưởng đến động vật hoang dã ở trên địa bàn quản lý. Cứ sau mỗi đợt tuần tra, truy quét, số tang vật là các loại bẫy thú bị lực lượng chức năng của Vườn Quốc gia Bạch Mã thu giữ lại tăng lên. Tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, nạn săn bắt động vật hoang dã lại diễn ra càng phức tạp. Đây, lại sư ấy, chứ còn như trong cái bi này có thử trong cổ sư dân mời mới không em? Lại cho sư dân mời gì lắm? Thưa quý vị, để nhận những phần quà tặng này thì quý khán giả trúng thưởng vui lòng cung cấp chứng minh nhân dân hai mặt và địa chỉ nhận quà về email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn. Quý vị và các bạn cũng có thể là những người may mắn tiếp theo sở hữu bộ đồ thu kỹ thuật số HD9 hoặc gói gia hạn cao cấp 12 tháng của VTC bằng cách gửi cho chúng tôi những hình ảnh, clip hấp dẫn và đặc sắc. Và tới đây thì chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.